Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tường tuốt. Hôm nay đọc được một clip gồm 22 mấy câu anh em, thì 22 mấy câu này đa phần là những con máy sách tay về, có một số máy bẫy. Rồi tiếp vô từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hoàn lỗi không clip lên thì anh em cứ gửi vào cho em nhé. Rồi cảm ơn em. Nhất tham khảo thì máy thứ nhất lên cho mọi người một con máy của Daiwa, một dòng máy đua chuột thân là thân carbon. Đây chạy battery các bạn, hàng của Nhật nha mọi người. Thì tổng thể ngoại hình thì ngoại hình có xuất sắc nha. Thì con này cách xe tương đương là tầm khoảng 3.000, hàng gửi 3.000 đó, thích hợp cho anh em cục tôm công hành chắc. Máy hoạt động im mượt rồi đó, máy quay không kêu bè gẹ nha mọi người, ngược ok về tới ok, xả mô bên đồ chuột nè. Rồi giá con thứ nhất giá là 250k cộng ship nha. Tiếp theo máy số 2 thì máy số 2 lên cho mọi người một con máy spin holiday, spin con này một con 3.000, cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m. Con này của Malaysia sản xuất nha anh em, hàng của Shimano Malaysia sản xuất. Thì con này thích hợp cho anh em nào mới tập lua, câu hanh cháp, câu lăng xe, con này đánh lăng xe chai chép ok hết nha. Đó, xe 3.000 rất là chuẩn, là rộng mượt nha mọi người, là rộng rất là mượt luôn, siêu mượt, mới ngược ok nè, đó. Về tới ok nè, đó. Rất là êm nhé, mô bên là mô bên sống nè, đó. Rồi giá con số 2, giá là 300 nha này, 300 cộng ship. Tiếp theo máy số 3, thì máy số 3 đây cho mọi người là một con máy David gì nè, đó. Thì con này em thấy để là American Hagro. Đây, đó, trọng tua là 6.2.1. Nó kim loại. Chạy là chạy 5 mặt đạn nha anh em, chạy 5 mặt đạn KBS luôn. Không có đóng chữ trên đây. Thì con này em lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Đó. Máy sau thì em báo anh em vậy. Con lăng lăng nè, đẹp nè, đó. Cái dòng cướp nha, rất là chắc nha anh em, chắc và bự nữa. Máy hoạt động đây nè. Đó. Rất là mượt nhé. Đó. Con này xây tương đương tầm khoảng 2.000 nha anh em, xây tầm khoảng 2.000 thôi. Đó. Xây tầm khoảng 2.000, 2.000 gử. Thông số của nó đây. Đó. Một bên sống, đẩy cực ok, ABS đầy đủ, con ngực ok nè, rất là mượt nhé. Đây, ABS tài dính nè, bay mượt mà. Con này thích hợp cái nào cho anh em câu lua nhé. Rồi giá con máy số 3 giá là 400 nè, 400 cộng ship máy số 3. Giống một con máy từ Mỹ quá. Đó. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người một dòng máy dạng bạo lực cho bò. Con này đúng là nồi đồng kho đá luôn. Đó. Nhông là nhông đồng thao nha anh em. Con này còn ít đất 800. Thì ở tới 800 có xe tương đương ra tầm khoảng 3.000 nha nè, 3.000 3 ngữ, cước số 3 được 190m, cước số 4 được 130m. Thì phần nồi nó bị xuất sắc li ti nè, đó. Nhưng mà cầu kéo thì bình thường nha mọi người, con lăn ok, đối cực ok. Nút bấm, hỗ trợ cốt to trong đây nha, đó, cái cốt cực kỳ to luôn á. Mô bên sống. Thì con này của Nhật sản xuất nha mọi người, tay quay nấm gỗ, chạm khắc hoa quanh. Thì máy hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Dòng adapt này thì khỏe và mượt, rất nổi tiếng. Bên bên trong, quay ngược ok nè, đó. Quay tới ok nè. Rất là im nha anh em. Rồi, con máy số 4, giá là 650k nha anh em, 650k cũng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5. Con số 5 lên cho mọi người là một con dạng cũng Daiwa SS, nhưng mà con này một con Daiwa SS carbon breaker. Đây. Daiwa SS carbon breaker. Thân là thân carbon nha anh em, thân carbon. Nồi carbon, vành trên đây là vành kim loại nha. Đó, cái vành trên đây là kim loại để anh em ra cước nhanh nè. Đó. Con lăng là xứ xít nè. Hỗ trợ cốp, cốt cũng là cốp bấm, cốt to trong đây. Đó. Tiếng rất nghe cực kỳ đã nha, có nút khóa âm nè. Đó. Những con máy hàng cao cấp thì nó sẽ có đây khóa âm.
quay ok nha nè, mượt mà. Đây, phá âm. Đó. Ok, quay ngược ok nè, đó. Quay tới ok. Con này quay đánh bao lực là khỏi chê luôn á, rất là đẹp. Con này ngoại hình nó tương đối ok, hàng của Nhật sản xuất. Con này về cho anh em nào sưu tầm, đó. Gom đủ bộ, ít ít. Rất là ok nha anh em. Rồi, máy số 7, máy số 5, giá là 700 nha anh em. Máy số 5 giá 700. Tiếp theo là máy số 6. Thì số 6 lên cho mọi người là một con máy Daiwa. Thì con này một con Daiwa Emblem hàng của Nhật sản xuất. Thì con Emblem này một con Emblem 3500 IA thì có xe tương đương ra tập khoảng 5500 nha mọi người. Đó. Thì 5000 thì cước nằm như được 150m. Đó. Đây, đây. Thông số nó bị bài rồi, nhưng chiếc này về được nguyên lô nè, nó thông số thì em cũng đã nhớ. Máy ABS nè. Con này đặc biệt là nó có độ có núm nè, nó núm dạng titan. Màu titan nha, chứ không phải. Đó, núm màu titan khá đẹp. Máy hoạt động êm mượt này. Con này dòng Emblem này là đánh lùa khỏi chơi, đánh lùa có lăn xê. Bộ bên nằm bộ bên sống nè. Đó. Quanh bộ bên cũng còn rất là đẹp. Con lăn còn sáng. Đây cứ ok. Đó. ABS khá dính, hoạt động tương đối mượt mà. Quay ngược ok, quay tới ok. Rồi, giá công khai con máy số 6, giá là 1.200.000 nhé. Tiếp theo máy số 7, con máy số 7 em lên cho mọi người bằng một con máy Daiwa Emblem IA 4000. Đó, 4000 IA thì con này có sẽ tương đương ra tầm khoảng 6000 nha anh em. Cước số 6 được 150m, cước số 5 được 200m. Con này ABS. Nội nó còn tương đối mới nè mọi người. Đó. Mở bóng luôn. Đây, cái này quất gột dây nha mọi người. Đó. Con năng này lăn còn tương đối ok, đẹp nha. Ngoại hình sáng nha mọi người, ngoại hình sáng. Có xuất sắc đi tiêu qua điểm hàng này của Nhật. Đó. Bên sạc bên. Hoạt động thì im mượt này. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Con này anh em là đánh lóc đường, câu lua. Đó. Câu lăn xe, chai chép thoải mái. Rất là mượt luôn. Rồi, giá công khai máy số 7 giá là 1.200.000 nhé. 1.200.000 cộng ship. Tiếp theo máy số 8. Thì số 8 lên mọi người là một con máy cũng Daiwa Emblem. Đó. Thì con này 3.000 IA. Thì con này có sẽ tương đương ra tầm khoảng 4.000. Cước số 4 được 150m, cước số 3 được 200m. Thì ngoại hình đây mọi người. Đó, ngoại hình nó sáng nha. Nội sáng nè. Đó. Đó, phần này ok, xuất sắc ít nữa đây, hàng của Nhật, con lăn cũng sáng, đó, nội trên ok, tổng thể thì nó xuất sắc ít thôi, đó. Đó, tay quay ok, máy hoạt động đây, đó. Rất là mượt như nè, bên sóng. Máy cước ok, ABS đầy đủ, khá dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Rồi, giá công khai máy số 8, giá cũng là 1.200.000 nhé. Tiếp theo máy số 9. Con số 9 em đây cho mọi người vẫn là một con máy Daiwa Emblem IA. Đó, con máy 4.000. Ngoại hình vẫn vậy thôi, đó, vẫn tương đối sáng mà mượt. Đó. Đây, hình này mượt nè. Nút chụp nè, đó. Đây, có xuất sắc ở đây ít nè, đó. Máy này về câu lóc hết bài. Máy này rất là bền nha mọi người, câu lóc rất là bền luôn. Đây, em về em. Câu lóc câu chẽm á. Đây quay đẹp. Hoạt động ok anh em, đó. Đồ bên trong. Máy cứ ok. Đó, ABS đầy đủ. Đó. Quay ngược ok. Đó, quay tới ok. Đó.
Rồi, giá công khai máy số 9, giá là 1,2 triệu luôn nha anh em, 1,2 triệu cộng ship. Tiếp theo máy số 10. Thì số 10 lên cho mọi người một con máy của tem Daiwa, một hàng thương hiệu của Daiwa khá đẳng cấp. Con này của Nhật nha mọi người, của Nhật, tem Daiwa của Nhật. Tiếng rắc của con này nó nghe cũng nhỏ mọi người. Đó. Đó. À, con lăn đây, con lăn tương đối sáng. Ngoại hình tương đối đẹp. Đó. Tương đối thôi, chứ không đẹp lắm. Máy có xuất sắc nè. Đó. Thì dòng này một dòng cỡ nông, dòng này chia cho anh em cao lốc còn màu giả nha. Thì thông số của nó là cứ 0.25 như được 100m nha mọi người, 0.25 như được 100m. Máy thì hoạt động rất là nhẹ luôn, nó im rất là im. Đây, nó để sát cho anh em xem luôn. ABS đầy đủ nha. Đây, dính phải dính. Hoạt động cực kỳ mượt. Cốt thì cũng là cốt to nha anh em. Đó, hỗ trợ gần dây. Đây, đó. Hoạt động đây rất là mượt luôn. Rồi, giá công khai máy số 11, giá là 1,3 triệu nha mọi người. Đó, máy số 10 giá 1,2 triệu nha. Máy số 10 giá 1,2 triệu. Lên trên đây nha mọi người. Trên đây là con máy tiếp theo là máy số 11. Thì máy số 1 lên cho mọi người một con máy của Shimano Beamaster. Thì con này một con Beamaster 3000 tua chuột, có hỗ trợ xả cực nhanh. Đó. Bên nằm bên trong lấy cực ok. Thì con này con của Nhật sản xuất nha mọi người. Hoạt động đây, hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó. Dòng bio này hoạt động rất là mượt luôn. Đó. ABS đầy đủ, pha dính. Đó, rất là mực mà. Còn bên sống con lăn còn sáng bóng nha. Đó. Thì cái đây có bị mối ăn vài chỗ này. Đó. Chỗ này, chỗ này. Đó. Tất cả là ok. Cái đây nữa. Đó. Tổng thể ngoại hình còn ok. Đó. Rồi, giá công khai máy số 11, giá là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu cộng ship máy số 11. Tiếp theo máy số 12. Máy số 12 lên mọi người một con máy Shimano Twin 3000. Đó. Thì con Twin 3000 này có xe tương đương 3000, cước số 3 là 150m, cước số 4 là 100m. Nồi đây, nồi bị muối ăn nè, đó. Đó, nồi bị muối ăn. Con lăn thì tương đối sáng. Đó. Bobin trống. Thì con này một con Twin đôi. Đó, Twin. Hàng của Nhật sản xuất nha mọi người, hàng của Nhật sản xuất Japan. Thì dòng này hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Mượt mà nha mọi người. À, quay ngược ok. Quay tới ok. Rất là mượt luôn. Đây, phá là dính, ABS phá là dính. Bây giờ một cái sóng. Vậy cứ ok. Rồi, giá công khai máy số 12, giá là 1 triệu nhé. Tiếp theo máy số 13. Thì số 13 mình đem cho mọi người một con máy Shimano Sephia BB C3000S. Một dòng máy có nông, máy body. Thì con này sản xuất tại Nhật nha mọi người. Hàng Japan, sản xuất tại Nhật. Đó. Con này đời 2010. Đời 2010. Ngoại hình còn khá là đẹp. Con lăn còn sáng nè. Đó. Rất ok nha. Máy có nút châm dầu đầy đủ. ABS nấm ok. Thì con này có nó vô dây bia thì bia 0.8 vô 150m, bia số 1 vô 100m. Con này chỉnh cho anh em câu lốc nha, câu lốc, câu mực. Câu nháy hơi mà giả. Hoạt động rất là mượt nha mọi người. À, cực kỳ mượt luôn. Mượt ok nè. Đó. ABS đầy đủ, pha dính. Ok nha anh em. Thì con này này nó mắc một cái tem trên đây. Đó. Đó, mắc một cái. Máy sao thì báo em vậy. Rồi mình trống. Rồi, giá công khai 13, giá 1,7 triệu nha mọi người, 1,7 triệu máy số 13. Tiếp theo máy số 14. Có 14 lên cho mọi người một con máy Shimano Utega.
Thì con Ultegra, một con Ultegra C3000. Đây, C3000. À, Spen. Thì con này hai nồi nha anh em, một nồi 5000S. Có nồng cho anh em câu câu lóc, câu nháy hơi màu giả. Còn có sâu cho anh em nào đánh bạo lực. Đó. Cái này có sâu nha anh em. Có sâu cho anh em nào thích nào đánh dây to hơn tí đánh có này. Thì con này C3000 thì cứ số 3 là 130m, cứ số 4 được 100m. Ngoại hình có xuất sắc nè, đó. Ngoại hình xuất sắc nha. Mà được cái hai cổ này thì đẹp. Đó. Coi có phụ không nha anh em. Máy thì hoạt động thì rất là mượt rồi. Đó. Bao mượt với neo luôn. Chuẩn bài. Abac đầy đủ file dính. Rồi, giá công khai máy số 14, giá 1.7 luôn nhanh nè, 1.7 máy số 14. Tiếp theo mã số 15. Thì 15 lên cho mọi người vẫn là một con máy Shimano từ Win. Máy này hai cối nha. Đó, hai cối. Thì con này một con máy từ Win 3000. Đó, từ Win 3000. Cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m. Đó, hai cối đều như nhau. Thì hai cối này thì thích hợp cho anh em nào câu BE nè. Đó. Anh em có thể vô một cối BE, một cối cước cũng rất là ok nhé. Hai cối còn khá là đẹp nha anh em. Đây, có phụ nữa đây. Cối này cũng vậy. Đó. Tổng thể rất đẹp. Nít này. Tay quay con này thì đổi chắc phải bình thường nha. Có hỗ trợ cốt bật đạn, hỗ trợ con lăn nha. Đó, hỗ trợ mua pin. Máy hoạt động ok rồi, êm mượt. ABS đầy đủ. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Rồi, giá công khai máy số 15, giá là 2 triệu nha mọi người. Đó, 2 triệu máy số 15. Tiếp theo lên trên đây. Trên đây là một con máy Shimano Beamaster 4000. Thì con này đời 2005, hàng của Nhật. Thì những con hàng thế này nè cũng còn rất ít trên thị trường nha. Đó. Thì những con đời bio đời từ cao hơn tí á, nó sẽ ở hàng của Malay, rất là hiếm với hàng của Nhật nha. Đây, con này một con 4000, hàng của Nhật. Thì xe 4000 này chỉnh cho anh em câu bạo lực nè, câu lăn xe chai chép thoải mái, có thể anh em câu lục cũng được. Con lăn lăn nè, đó, con lăn đẹp nha. Tổng thể máy mọi người xuất sắc, li ti vài điểm thôi. Mô bin đây, mô bin đẹp nhá. Thì 4000 thì cước số 4 á như được 145m, 150m, cước số 5 như được 125m nha, cước số 3 được 200. Xuất sắc, li ti đây rất ít nè. Bên đây thì không có, thì đẹp. Hoạt động này rất là mượt nha mọi người. Đó, hoạt động rất là mượt luôn. Để lấy cốt ra cho anh em xem. Thì con này hỗ trợ cốt mặt đạn nha anh em. Đó. Đây, đời 2005. Ren ốc thì còn nguyên zin nhé. Hoạt động mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 16, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2 máy số 16. Tiếp theo con máy số 17. Thì con 17 lên cho mọi người một con máy Shimano Beamaster. Thì con này một con đời 2010, hàng 4000 XG nha anh em. Con này kháng muối nha, SW kháng muối. Và hàng này hàng của Nhật nha anh em mọi người. Hàng của Japan. Thì độ mới con này ra đâu đó tầm khoảng 92% nha mọi người. Đó, độ mới ra tầm khoảng 92%. Tay quay siết ngóc. Đó. Thì con này 4000 thì cước số 4 á cho được 150m, cước số 5 cho được 125m. Anh em là đánh BE thì BE số 2 cho được 210m nha. Đây. Tổng thể ngoại hình đây. Còn lăn nữa đây. Đất đây, còn rất là sáng luôn. Tổng thể máy đẹp nha anh em. Máy đẹp.
Thì con này còn cũ như anh em, về được cái túi đây, túi của nó, túi Shimano, máy hoạt động mượt mà, đó. Rất là mượt luôn, đó. Rất là mượt, không nghe tiếng động lạ luôn, đó. Im thì thầm, ABS đầy đủ, nấm tròn. Rồi giá công khai của máy số 17, giá là 3.200.000, 3.200 máy số 17. Tiếp theo máy số 18, thì máy 18 lên cho mọi người một con máy Shimano của Daiwa. Thì con này một con Daiwa Shikata 3000H. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 5000 nha anh em, 5000. Cước số 5 được 150m, cước số 4 được 200m. Thì ngoại hình con này cũng xuất sắc rồi. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Thì con này được cái là của China sản xuất nha. Đó. Đang còn tương đối sáng mới. Bên đây cũng vậy. Tay quay nấm tròn, đó. Rất là đẹp luôn. Cốp và cốp to rồi. Máy hoạt động thì im thì thầm, đó, rất là mượt. Con này anh em có thể câu câu dít điển nè, đó. Câu cha câu chép. Anh em săn lóc cừng thì đánh với con này, đó, lóc bông. Dạng con này dạng bao lực này, đó, cốt to. Rộng rất là mượt nha. Đó. Rồi, giá công khai của máy số 18, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu máy số 18. Tiếp theo đây cho mọi người là một con máy, hai máy này, hai máy này khách gửi. Con máy số 19. Có 19 lên cho mọi người một con Shimano Twin. Thì con này con Shimano Twin 6000HG mà nó dùng cối là cối 6000BG. Đời 202 nha anh em, đời 202. Hỗ trợ mặt đạn nấm tay quay thì được độ rồi nè. Đó. Độ nấm carbon để quay đèn LED cho anh em xem. Đó, được độ nấm carbon. Đó. Khá là ngầu. Thì máy thì hoạt động đây, đó. Hoạt động tương đối ok nha nè, hoạt động tương đối ok chứ không được gọi là im lắm vì hàng này hàng đã qua sử dụng nha mọi người, đó. Khách gửi bán thanh lý dùm ok bùng sống lấy trước ok. Rồi con này 6000HG dòng tua tầm khoảng 5.7 nha mọi người, cước số 5. BE số 4 cho được 210m, BE số 5 cho 170m. Ngoại hình còn tương đối ok. Bị mối ăn trên đây li ti vài điểm nè. Đó. Nút châm dầu đầy đủ. Rồi, giá công khai máy số 19 giá 3 triệu nha mọi người, 3 triệu. Tiếp theo máy số 20. Thì con này 20 á, đời 205. Thì trên mâm bát máy nó đóng là 6000BG. Sử dụng cối là cối HG. Và hai con này nó đổi cối nhau nhưng mà nó khác đời. Em cũng chả hiểu. Đây, 6000HG nhưng mà trên máy đóng là 6000BG. Con này 6000HG mà trên cối là 6000BG. Đó, máy của khách sao thì em để quậy. Khác đời nha anh em, hai cối này khác đời. Con này thì vẫn được độ nấm carbon. Đó. Hoạt động này tương đối ok nhé. Dòng tô BG nó ra tầm khoảng 4.6 4.7 nha anh em. Đó, dòng tạo cá. Đó. Rất là im luôn. Im mau cối đi, bị mối nhăn đi tí ở đây tí nè. Đó. Con lăn còn ok nè. Tổng thể ngoại hình thì ok. Đó. Không có xuất sắc gì nặng, có xuất sắc đi ti thôi. Từ Win Power, một dòng khá đẳng cấp, dạng săn hàng. Thì con này BE thì BE 4 vô được 210m, BE số 5 vô 150m. Rồi giá công khai máy số 20, giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu máy số 20. Tiếp theo máy số 21. Thì 21 lên cho mọi người là một con máy của Shimano
Con này một con máy Sepia ở Ferrot, một con Ferrot của Shimano, một con máy đời cao, máy mới cứng nha anh em, máy mới cứng luôn, miếng gắt nghe cực kỳ sướng nè, không lăn nữa đây. Đó. Máy rất là đẹp nha mọi người. Hàng này hàng của Malaysia sản xuất nha, hàng Malaysia sản xuất. Đời hình như là đời 2005 á, đời 2005. Máy hoạt động này rất là êm nha. Tay quay siết cổ mọi người, à, tay quay siết cổ cho về ốc. Rất là êm, hoạt động mượt mà. Nấm tròn. Thì con này có dây bia số 4 á, vô được 300m nha anh em. Bia số 4 được 300m. Thì máy 8.000 thì cước số 8 vô được 150 mét. Rồi giá cũng hàng máy số 21, giá là 2.4 triệu nha anh em, 2.4 triệu máy số 21. Tiếp theo lên cho mọi người một con máy già, máy cũ. Thì con này một con máy Olympic. Thì con này hai nồi nha anh em, hai nồi, một nồi mô bin chết, một nồi mô bin sống. Thì em chả hiểu sao mà về thì cái nồi mô bin sống nó rất là mới luôn, dạng như là chưa qua sử dụng luôn đó. Rất là mới luôn mọi người. Dòng này dòng Olympic, dòng quay chỉ quay tay trái thôi nha anh em, chỉ quay tay trái thôi, không đổi tay được. Thằng là thằng carbon đó. Cái này là đuôi tròn đuôi chuột chỉ nè đó. Máy thì hoạt động mượt rồi đó. Con này cạo cá là vô tư. Thì con này một con Olympic HX93. Thì con này có xây cước tương đương ra tầm khoảng sát con máy này ra tầm khoảng 9.000-10.000, nhưng mà cước vô thật trên nồi nó thế. Cước số 5 được 200m, cước số 4 được 200-275m nha. Đó. Radio 1.4.8. Nồi nó cực kỳ mới luôn. Nồi này là nồi minh chất là carbon. Đó. Con này về cho anh em là câu ba sa, câu bông lao, à, chuẩn bị mùa giá trứng nè, câu bông lao rất là ok nhé, cạo cá bao khỏe. Rồi máy số 22, giá là 1 triệu nha mọi người. À, rồi đó là tổng cộng 22 máy lên cho mọi người hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt luôn lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.